Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng clip khách tố có dao lam trong bịch bún bò. Theo đoạn clip mà chị Quyên N đăng tải trên mạng xã hội thì chị mua 2 phần bún bò tại một quán trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mang về nhà thì chị này phát hiện có một chiếc dao lam trong phần bún bò mua tại quán. Chị N mang 2 phần bún bò ra khiếu nại với chủ quán. Tại đây, chủ quán không chịu trách nhiệm chuyện dao lam xuất hiện trong phần bún bò bởi vì khách đã mang ra khỏi quán. Về việc này, chị N nói rằng không chắc là dao lam do lỗi của quán mà cũng có thể là ở trong rau. Về nghi vấn câu like hoặc cố tình chơi chủ quán thì chị N phản hồi trên mạng xã hội: mình làm spa, không kinh doanh dịch vụ ăn uống nên không cần phải chơi xấu như vậy. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, bà L chủ quán cho biết sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng, lúc đó nữ khách hàng mua 2 phần bún bò mang đi. Sau khi mang về nhà thì khách đến nói có dao lam trong bún bò. Ban đầu, khách nói là dao lam trong nước lèo nhưng sau đó lại nói là dao lam trong rau. Nếu ăn tại quán mà có dao lam, tôi chịu trách nhiệm. Còn mang đi tôi không biết được chuyện gì xảy ra. Tôi bán ở đây đã lâu, khách hàng của tôi cũng khá nhiều, nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Tôi không cần giải thích vì quán tôi vẫn buôn bán bình thường, khách vẫn ủng hộ đều đều. Về việc dao lam có thể xuất hiện trong nước dùng hay trong rau, bà L nói thêm: nếu có dao lam thì nó sẽ chìm dưới đáy nồi chứ không nổi lềnh bềnh cho mình múc vào túi ni lông. Còn nếu nó trong rau thì chồng tôi rửa từng cọng rau, khi lấy rau cho khách cũng chỉ một nhúm, lẽ nào không nhìn thấy. Về đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, bà L bức xúc cho rằng bây giờ trên mạng bày ra nhiều trò để câu like, câu view. Bữa đó do bà lu bu bán cho khách chứ không thì đã mời công an xuống làm cho ra ngô ra khoai. Theo lời bà L, vì khách nói như vậy nên bà đã hoàn lại tiền phần bún bò khách đã đổ ra tô. Và bà cho rằng các chủ quán cần cẩn thận trước những sự việc lâm xâm tại quán. Nếu xảy ra chuyện thì nên gọi công an xuống liền để tránh thiệt thân. Thật ra một cái tô này nó không có bao nhiêu hết. Anh tại chỗ thì em đâu còn bị nói con với chị làm gì? Chị nói là chị hoang hoang, gọi đi cái tô này lại cho chị đâu, nói là không quả tăng em sao thì em đâu. Rồi chị hoàn tiền một tô này cho em. Chị hoàn tiền một tô lại cho em. Chị hoàn tiền một tô lại cho em. Em chơi chị hả? Theo luật sư Lưu Tuấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ, vu khống được hiểu là hành vi sử dụng lời nói, hành động làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân hoặc tổ chức. Vu khống được cụ thể hóa tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 là các hành vi bịa đặt hoặc loan tin những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Cụ thể, Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định, nếu bịa đặt hoặc loan tin những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm tùy vào mức độ phạm tội.